Rút vô 4 lạng nước sâu, 1 gram bột xương sáo, dầu chuối, quậy lên. Cho mạch nha nếp vô. Đây là mạch nha nếp xịn nè. Chế nước ấm ấm vô. Quậy bằng nước nếu nha tan. Mạch nha nó không có ngọt nếm nha, nó không ngọt cho bằng đường cho mà nó thanh. Thanh ngon. Cho thêm chút nữa, chưa có ngọt lắm. Vừa nặng tắt vô. Bỏ vô một chút xíu muối hầm, cho nó dần như vậy lại. Thơm tét cắt lát. Rồi bỏ đá vô. Bỏ thạch vô. Thơm đi chứ. Thơm lẫn nghe. Ngon. Đẹp ngon chưa? Dạ, ngon đẹp quá mấy ơi. Wow. Xuất sắc. Hè có uống thử đi. Dạ. Cảm ơn má nhiều nha. Nhiên dùng ư. Wow. Con uống thử trước miếng nha má. Ừ, con uống thử trước đi. Wow. Cảm ơn má nha, ngon quá. Vị ngọt ít, cho nên là cái vị chua nó đội hơn má ơi. Ừ. Nó đội hơn, nó kìa, nó mà uống cho nó giải nắng giải đồ. Vô. Ừ. Ngon mà. Ngon quá. Cỡ vậy được rồi, chứ quá đi đường cho ngọt cho hùng. Thanh thanh vậy được rồi á. Dạ. Tốt. Mạch uống tốt. Cho. Nó núng nính luôn đó. Ngon quá. Ngon quá. Ừ. Nó núng nính nè. Wow. Đâu có xương nào mà nhai dữ vậy con? Nó lạnh nó nhai nó đã. Nước cặn nó cũng ngon mà. À có món thua mày nè. Thua ngon lắm á.